Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh, Mỹ Hoa Tạng, Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 46. Xin xem A-di-đà kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 57. Cổ dân: Phật diệt độ hậu, phàm chư đệ tử sở hữu trước thuật, giai quy tam bảo, lương diêu thánh cảnh cao huyền, Phật ngôn di diệu, nhi dục dĩ phàm phu hào mạc chi trí, giọng tự bình lượng, thị nải dụng lãi trắc hải, trì quản khuy thiên, mạng tự bì lao, sở đắc kỷ hà, cố tất quy mạng tam bảo, minh hy gia bị. Chuyện này cũng là sự thật. Chư Phật Như Lai cho đến các vị đại Bồ Tát khác, hẳn lũ phàm phu chúng ta, bọn phàm phu chúng ta chẳng dễ gì quan sát nhận biết. Phàm phu thấy Phật, Bồ Tát cũng là phàm phu. Khác nhau ở chỗ nào? Dụng tâm không giống nhau. Phàm phu dùng cái tâm phân biệt, tức là cái tâm ý thức. Phật và các đại Bồ Tát dùng chân tâm, đó là bổn tánh. Đấy là chỗ khác nhau. Trong tánh chẳng có phân biệt, không có chấp trước, vĩnh viễn thanh tịnh. Thức thứ sáu, tức ý thức, chẳng thanh tịnh. Suốt ngày từ sáng đến tối, chẳng biết có bao nhiêu vọng niệm. Vọng niệm nhiều nên chẳng thanh tịnh. Trí huệ sẵn có, chẳng thể hiện tiền. Tuy sẵn có trí huệ, bổn giác vốn có, nhưng chẳng thể hiện tiền. Đó là phàm phu. Ngôn ngữ, văn tự của chư Phật đều từ tâm thanh tịnh, từ trong bổn tánh lưu lộ. Phàm phu muốn lý giải sẽ khá khó khăn. Đúng như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải. Người trí huệ thông minh bậc nhất trong thế gian cũng không có cách nào lý giải. Nguyên nhân là vì dụng tâm khác nhau. Làm như thế nào đây? Cần phải có người từng trải giảng giải cho chúng ta. Đấy là một phương pháp. Một phương pháp khác là đọc tụng. Khi đọc, chẳng thể dùng tâm ý thức. Nói cách khác, đọc kinh, thậm chí đọc chú giải của cổ đại đức cũng như vậy. Đừng phân biệt, đừng chấp trước, đừng suy tưởng trong đây có ý nghĩa gì. Quý vị phải hiểu, đọc kinh là tu hành.
tu giới định huệ. Cớ sao đọc kinh là tu giới định huệ? Chúng ta phải biết giới có nghĩa là gì. Tuy giới luật nhiều ngần ấy, nhưng tinh thần của giới luật chỉ có tám chữ: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Quý vị đọc kinh, trong tâm chẳng khởi ác niệm, tự nhiên chư ác mạt tác. Lẽ đâu một mặt niệm kinh, một mặt nghĩ tưởng chuyện ác, không có lẽ ấy. Vì thế, khi quý vị đọc kinh, tự nhiên là chư ác mạt tác. Kinh điển là tối thiện, tức là điều thiện nhất trong những điều thiện, là giáo huấn của Phật Bồ Tát. Kinh do Phật nói, chú giải do Bồ Tát giảng. Tổ sư là Bồ Tát, tuyệt đối chẳng phải là phàm nhân. Quý vị đọc lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, đó là điều tốt lành nhất, há còn có gì tốt lành hơn. Quý vị phải biết, niệm kinh là trì giới, là trì giới viên mãn, chẳng khuyết chút nào. Nếu quý vị đang niệm kinh mà nghĩ lời này có nghĩa là gì, câu này vì sao phải nói như vậy, sẽ chẳng có giới. Vì sao? Do quý vị khởi vọng tưởng là ác, chẳng lành. Do đó khi đọc kinh, chớ nên giấy vọng tưởng, đừng mong hiểu ý nghĩa. Còn như trong kinh này có những chữ lạ thì làm thế nào? Những chữ lạ thì tốt nhất là nên tra từ điển trước, ghi chú âm đọc bên cạnh, đấy là biện pháp tốt nhất. Nếu không thì đừng đọc. Chẳng đọc cũng không có lỗi gì, đọc sai sẽ phạm lỗi. Trừ việc tu giới ra, đọc kinh còn là tu định. Vì quý vị niệm kinh phải chuyên tâm, chuyên tâm là định. Vì thế, đọc kinh không khởi vọng tưởng là tu định, đồng thời còn là tu huệ. Tu huệ bằng cách nào? Huệ ấy là tu căn bản trí. Kinh Bát Nhã nói, căn bản trí là Bát Nhã vô tri, tức là tu cái trí vô tri, đó là chân tri. Vì thế, niệm kinh từ như thị ngã văn cho đến tính thọ phụng hành rõ ràng rành mạch. Đã rõ ràng rành mạch nhưng lại chẳng có phân biệt chấp trước, cũng chẳng khởi vọng tưởng. Niệm kinh như thế là tu hành, là tu giới định huệ. Lại còn tu hành giới định huệ cùng một lúc, viên mãn một lượt, hết sức cao minh. Niệm như vậy là biết niệm. Cách niệm này được Tam Bảo gia trì, cho nên nói, đọc kinh thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến. Được thần lực của Tam Bảo gia trì, niệm nhiều sẽ khai ngộ. Có những người niệm nhiều nhưng chẳng khai ngộ, là vì người ấy niệm giống như chúng ta đọc sách. Vừa niệm vừa khởi vọng tưởng, như vậy là không được, chẳng thể nào khai ngộ. Vì tuy quý vị niệm kinh, nhưng trong ấy không có giới định huệ. Có giới định huệ, lẽ nào quý vị chẳng khai ngộ? Không có giới định huệ sẽ chẳng khai ngộ. Vì chẳng khác gì các phàm nhân trong thế gian đọc sách. Do đây có thể biết, người tu hành niệm kinh khác với phàm phu niệm kinh. Phàm phu niệm kinh đích xác là đọc sách, dùng phân biệt chấp trước vọng tưởng để tư duy. Dùng những thứ đó, người tu hành không giống như vậy. Họ niệm kinh là tu hành, là tu giới định huệ, hoàn toàn khác nhau. Do vậy, từ Bồ Tát trở xuống, bất luận trước thuật hay soạn chú giải cho kinh luận, hoặc là làm sáng tỏ những nghĩa trọng yếu trong kinh, soạn luận, cho đến lên đài giảng kinh, vì người khác diễn nói, đều phải cậy thần lực của Tam Bảo gia trì. Nếu không có thần lực của Tam Bảo gia trì, quý vị sẽ chẳng lãnh hội, mà cũng chẳng nói ra được những nghĩa thú vi diệu trong kinh. Có rất nhiều người giảng kinh hay giảng chú giải của người khác, nhưng toàn là giảng những điều ngoài mặt của lời chú giải, đó gọi là văn tự ngoài da, chẳng thấu hiểu nghĩa lý. Nguyên nhân là gì đâu? Rất đơn giản, không được thần lực của Tam Bảo gia trì. Chúng ta có thể cầu thần lực của Tam Bảo được hay không? Chẳng được. Nhất định phải cảm ứng rồi mới có thể cầu được. Cảm ứng gì vậy?
chính là cái tâm của chúng ta hiện thời có giống như tâm Phật hay không. Nói chung, tâm của quý vị có mấy phần giống Phật thì mới có thể khởi tác dụng cảm ứng. Chẳng hoàn toàn giống mà là có phần nào giống. Chẳng thực sự giống mà rất gần gũi, tương tự. Hãy tương tự bèn có cảm ứng. Nếu tâm hoàn toàn chẳng giống với tâm Phật, dùng Phật Pháp để tạo tiếng tâm, lợi dưỡng, tham cầu ngũ dục, lục trần, sẽ hoàn toàn chẳng tương ứng. Hoàn toàn chẳng tương ứng, thì người ấy tuy nói cũng giỏi, viết cũng hay, nhưng quý vị chú tâm quán sát sẽ thấy tuyệt đối chẳng phải là như thế. Người ấy sẽ biến toàn bộ kinh điển, kinh luận thành Pháp thế gian. Đấy chẳng phải là Phật Pháp, mà là Pháp thế gian. Nói dẫu hay đến đâu đi nữa, quý vị nghe xong chẳng còn động lại ý vị gì. Người thật sự tu hành, quý vị nghe người ta nói một lần, cả đời chẳng quên. Cổ nhân đã nói, dư âm nhiễu lương, nó còn động lại ý vị. Người càng gần như kiến tánh, thì nội dung và ý vị những lời họ nói ra, lắng động càng lâu dài. Vì thế, nhất định phải cầu Tam Bảo gia trì. Mấy câu tiếp theo nhằm nói rõ đạo lý này. Lương diêu thánh cảnh cao huyền. Thánh là thánh nhân. Cảnh giới của chư Phật Bồ Tát cao vời. Chúng ta chẳng thể tưởng tượng được, chẳng thể nghĩ bàn. Phật ngôn vi diệu. Ý nghĩa nơi ngôn ngữ của Phật hết sức sâu. Do vậy, so sánh Phật Pháp và thế gian Pháp, thì có một chỗ rõ ràng đặc thù nhất mà quý vị phải biết. Chúng ta học hành trong nhà trường, học tiểu học, trung học, nay đang học đại học. Mỗi năm học sách giáo khoa khác nhau. Năm nào cũng phải thay sách mới. Sách giáo khoa trong Phật Pháp rất đặc biệt. Bắt đầu từ lớp 1 tiểu học cho đến lớp tiến sĩ vẫn là một cuốn sách. Điều này chẳng thể nghĩ bàn. Dĩ như một bộ kinh A-di-đà này, khi quý vị bắt đầu học, bèn học kinh này. Cho đến địa vị đẳng giác, quý vị vẫn học kinh này. Đây là chỗ vi diệu trong lời Phật. Càng đọc càng thú vị, quý vị mới học bèn có cảnh giới mới học, thấu hiểu một chút pháp vị. Tương lai khi đạt đến pháp thân đại sĩ, minh tâm kiến tánh, cảnh giới quý vị lại thấy một cảnh giới khác. Vẫn là ngần ấy chữ, nhưng quý vị thấy ý nghĩa khác hẳn. Người nông cạn thấy nông cạn, người sâu xa thấy sâu xa. Ý nghĩa trong kinh cạn hay sâu, tùy thuộc cảnh giới của quý vị mà bất đồng. Vì thế càng đọc càng thú vị, chẳng giống như sách giáo khoa trong trường học. Học xong rồi chẳng có ý vị gì hết mà cũng chẳng muốn đọc nữa. Kinh Phật càng đọc càng thú vị vì sao? Ý vị vô cùng. Kinh Phật giảng bằng cách nào? Kinh này có nghĩa gì? Tôi thật thà thưa cùng quý vị, kinh không có ý nghĩa gì hết, kinh cũng chẳng có cách nào giảng. Nếu có ý nghĩa, có cách giảng nhất định, sẽ chẳng vi diệu. Nói cách khác, chương trình lớp 1 sẽ chẳng thích hợp để dùng cho lớp 2 được vì sao? Vì nó có ý nghĩa, nó có cách giảng, nên chẳng thích hợp để sử dụng chương trình của lớp này cho lớp kia. Chính vì nó không có ý nghĩa, nên quý vị phải thấu hiểu, nó có vô lượng nghĩa. Do nó không có cách giảng, nên mới có vô lượng cách giảng. Đúng như câu nói, bát nhã vô tri, không gì chẳng biết. Kinh vốn vô tri, không có cách giảng, không có ý nghĩa. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ đạo lý này, quý vị niệm kinh mới hoàn thành tam học với định huệ cùng một lúc. Nếu quý vị có cách giảng, có ý nghĩa, thì tam học với định huệ đều không có. Kinh Phật biến thành Pháp thế gian. Quý vị niệm những thứ này bèn cảm thấy mệt mỏi, chán ngán. Đem một cuốn sách thế gian, bảo quý vị thật thà đọc, đọc mấy lượt, quý vị chán ngấy. Nội dung trong sách ấy đã hoàn toàn biết rồi, đọc nữa có ý nghĩa gì nữa đâu. Những ý nghĩa trong Kinh Phật là vô cùng tận, càng đọc càng hoan hỷ, càng đọc càng muốn đọc. Do vậy, lời Phật vi diệu. Nếu giảng giải Kinh A-di-đà tường tận, thì một bộ kinh này, thưa cùng quý vị, giảng đến 100 năm vẫn chẳng xong, giảng suốt ba đại A Tăng kỳ kiếp, hay giảng trong vô lượng kiếp vẫn chẳng giảng xong. Ý nghĩa mầu nhiệm ở chỗ này,
Xác thực là như thế. Đối với ngần ấy chữ, trong mỗi một chữ có vô lượng nghĩa, quý vị làm sao có thể nói là nó có một cách giảng nhất định cho được? Dẫu cho các vị tổ sư đại đức từ xưa suốt đời tu hành, công phu tương ứng, mà giảng giải hoặc chú giải thì cũng chỉ là cảnh giới do các ngài thấy được. Mỗi người giảng, mỗi cá nhân chú giải là do cảnh giới tu hành của mỗi người khác nhau nên thấy khác nhau. Giảng giải sâu hay cạn, thiên lệch hay viên mãn thì cũng mỗi người mỗi khác. Chúng ta phải liễu giải bản chất của kinh Phật là chẳng thể nghĩ bàn. Dùng trí huệ của phàm phu để giọng tự bình lượng. Hiện thời rất nhiều người giống như vậy. Tội lỗi ấy rất lớn. Trước thuật giai huy tam bảo giả, thị học hữu sở tâm, bất cảm tự dụng tự chuyên giả. Đấy là thái độ của người làm học sinh. Liên Trì Đại Sư nêu gương cho chúng ta thấy. Dụng lại chắc hải giả, đông phương sóc đáp khách nạn dân, dĩ quảng huy thiên, dĩ lại chắc hải. Những điều này đều nhằm nói kiến thức nông cạn, mỏng tanh, những điều được tiếp xúc hết sức hạn chế, cục bộ. Quý vị dùng cái ống để nhìn trời thấy được bao lớn, dùng điều này để làm tỉ dụ nhằm nói rõ tri kiến của phàm phu chúng ta hết sức hữu hạn. Không có cách nào liễu giải cảnh giới của chư Phật, Bồ Tát. Tự uổng công nhọc nhằn, sở đắc hết sức hữu hạn. Nếu có thể đạt được một chút thì cũng coi như là khá lắm rồi. E rằng còn hiểu sai bét ý Phật, hiểu công quẹo nghĩa kinh. Hiểu rõ đạo lý này, quý vị đọc chú giải sẽ hiểu vì sao chúng tôi khuyên đồng tu hãy xem chú giải của cổ nhân. Cổ nhân hữu tu hữu chứng. Nếu họ không có công phu tu chứng thực sự, trước tác của họ sẽ chẳng thể lưu truyền hậu thế. Chẳng giống như con người hiện thời, tốn một chút tiền bèn có thể in rất nhiều thứ lưu truyền khắp nơi. Cổ nhân chẳng cầu danh, chẳng cầu lợi. Những tác phẩm ấy chẳng do các ngài tự lưu thông, mà đều do hậu nhân đọc, thấy những tác phẩm ấy quá hay bèn lưu thông. Người đời sau cũng chẳng quen biết các ngài, cũng chẳng có quan hệ, trong ấy chắc chắn không có chuyện cảm tình, mà đều là đọc xong, bội phục quá, bèn bỏ tiền khắc dán lưu thông. Huống chi những trước tác của cổ nhân đã trải qua thời gian mấy trăm năm, trong khoảng thời gian ấy có bao nhiêu người đã đọc? Nếu chẳng phải là những tác phẩm hay, sẽ chẳng được lưu truyền. Đúng là những tác phẩm hay sẽ được lắm người lưu truyền. Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Vì lẽ đó, tôi khuyên mọi người đọc những tác phẩm của cổ nhân. Những tác phẩm của người bây giờ thỉnh thoảng dùng để tham khảo thì được, vẫn phải xem là do ai viết. Điều này đối với bản thân chúng ta, đặc biệt là kẻ sơ học, có ảnh hưởng hết sức sâu xa. Quan hệ rất lớn, chẳng thể không lưu ý. Chọn mấy thứ nhất định để chúng ta thọ trì trong cả một đời là đủ rồi. Chớ nên tham nhiều, hy vọng có thể thâm nhập. Khi nào quý vị đã khai ngộ hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian, quý vị chẳng học cũng thông đạt. Quý vị đọc đàn kinh, thấy lục tổ đại sư chẳng học mà thông đạt, do vậy điều khẩn yếu là thâm nhập. Hiện nay một đạo tràng giống như đạo tràng của chúng ta chẳng dễ có đâu nhé. Đạo tràng này của chúng ta là một môn thâm nhập. Những đạo tràng khác dẫu là đạo tràng hoàng pháp, nhưng người giảng nhiều quá, khóa trình nhiều, chẳng chuyên, rất khó thụ dụng. Vì thế tuyên truyền Phật Pháp thì được, chứ đối với một người chân chánh tu hành mà nói thì chỉ là xen tạp. Do vậy Bồ Tát đều như thế này. Trước khi làm hết thảy công việc trước thuật, diễn thuyết, đều cầu tam bảo gia trì, minh hy gia bị, bảo vệ giúp đỡ ngấm ngầm, do thần lực của Phật Bồ Tát gia trì, khiến cho những gì đã nói, những điều chú giải chẳng đến nỗi sai lầm. Mục đích là hy vọng lưu thông pháp bảo lợi lạc chúng sanh. Tuyệt đối chẳng nghĩ đến lợi ích cá nhân.
hễ nghĩ đến lợi ích cá nhân là trật, sẽ chẳng cảm ứng. Tâm Phật thanh tịnh, tâm Phật từ bi. Chúng ta cũng phải dùng tâm thanh tịnh, tâm từ bi, thì mới có thể cảm ứng đạo giao cùng Phật, Bồ Tát. Hễ xen tạp một chút lòng riêng tư, bèn chẳng được. Chúng ta phải biết, phải noi theo điều này. Oai thần giả, như kinh ngôn, Phật lực bất khả tư nghị, Pháp lực bất khả tư nghị, Hiền thánh lực bất khả tư nghị. Đây là tam bảo. Phật là Phật bảo, Pháp là Pháp bảo, Hiền thánh là Tăng bảo. Đủ thấy đây chẳng phải là phàm phu tăng. Mức độ thấp nhất cũng phải chứng sơ quả trong tiểu thừa thì mới được coi là hiền nhân trong viên giáo. Nhất định phải từ sơ tính vị Bồ Tát, từ địa vị sơ tính trở lên mới là hiền nhân. Nói theo phía người niệm Phật, phải đạt đến sự nhất tâm bất loạn mới là hiền nhân. Lý nhất tâm bất loạn là thánh nhân. Chưa đạt được cảnh giới này, nhưng nếu đạt đến công phu thành phiến thì là tương tự hiền nhân, mới có thể có cảm ứng đạo giao. Phát nguyện hoằng kinh, công đức vô lượng vô biên. Nhưng quý vị chớ nên tham cầu công đức. Vì sao tôi phát nguyện hoằng kinh? Công đức quá lớn. Nếu tôi không làm chuyện này, tôi sẽ không có công đức. Đấy chính là quý vị dùng cái tâm tham để hoằng pháp, tham cầu công đức. Tâm tham là phiền não lớn nhất. Quý vị chưa đoạn phiền não, tâm chẳng thanh tịnh. Dẫu công đức to lớn, tôi chẳng vì công đức mà hoằng kinh. Vì lẽ gì mà hoằng kinh? Vì lợi ích hết thảy chúng sanh mà hoằng kinh. Vì báo Phật ân mà hoằng kinh, như vậy là đúng. Công đức đích xác to lớn, chẳng thể nghĩ bàn, trọn chẳng tham cầu. Chẳng vì công đức mà hoằng kinh thì mới có cảm ứng. Vì lợi ích chúng sanh, đó là tâm đại từ bi. Vì báo ân Phật, bèn giúp Phật hoằng hóa. Trừ phương pháp này ra, còn có phương pháp nào có thể báo ân Phật hay chăng? Không có biện pháp nào hết. Nói thật ra, báo ân Phật thì chỉ có lưu thông pháp bảo. Vì Phật chẳng cần gì hết. Quý vị mỗi ngày hương hoa cúng dường, thì mỗi ngày Phật có thưởng thức những thứ cúng dường ấy hay không? Chẳng thể nào có chuyện ấy. Hương hoa cúng dường chẳng qua là để trọn một chút lòng mình, chứ thật ra điều quan trọng hơn là nhằm khơi gợi chính mình, khiến cho chính mình trông thấy hoa bèn lập tức nghĩ đến lục độ vạn hạnh. Nghĩ chính mình phải sốt sắng tu tập trên đường Bồ Tát đạo. Mang ý nghĩa này, nhắc nhở chính mình, đó là tác dụng lớn nhất. Do vậy, tam bảo chẳng thể nghĩ bàn. Trượng tam bảo lực, năng sử ngu trung hốt thành thắng trí. Chỉ cần quý vị thành tâm thành ý phát tâm làm chuyện hoằng pháp, vốn rất ngu muội, chợt biến thành thông minh. Do được sức oai thần của tam bảo gia trì, biến chuyện chẳng thể trở thành có thể. Biến người ăn nói vụng về thành người có thể cảm động người khác, chạm vào dây tơ tình cảm trong tâm họ, phải chí thành thì mới có thể cảm thông. Phàm khẩu sở thuật, minh thông thánh tâm giả. Miệng phàm phu chúng ta nói ra điều gì sẽ ngấm ngầm thông với ý tưởng của Phật, Bồ Tát. Đó là thần lực gia trì. Nếu quý vị thật sự phát tâm, quý vị có thể thấu hiểu điều này. Thường là trước khi quý vị giảng kinh, quý vị phải chuẩn bị rất cẩn thận. Chẳng chuẩn bị thì lên bục giảng sẽ không thể kết thúc bài giảng được. Chuẩn bị là dùng phàm tinh. Trong khi ấy, quý vị dùng cái tâm chí thành, tâm cúng dường, tâm báo ân, tâm lợi ích chúng sanh để viết bài giảng nhằm chuẩn bị chu đáo. Khi quý vị lên giảng đài đột nhiên giảng những ý nghĩa khác hẳn những điều đã chuẩn bị, lại còn thù thắng hay hơn những thứ đã chuẩn bị mà trong lúc chuẩn bị quý vị chẳng hề nghĩ tới. Đến khi lên bục giảng chẳng biết do trí huệ ở đâu mà có thể nói ra những điều ấy. Từ xưa đến nay, những pháp sư giảng kinh đều có sự cảm ứng ấy. Chúng ta đọc cuốn Viên Giác Kinh Thân Văn Ký của pháp sư Đế Nhàn,
Đây là bút ký do thính chúng ghi lại. Chính Ngài cũng có chuẩn bị. Chính Ngài soạn bài ghi những ý nghĩa sẽ được giảng, nhưng những điều được ghi chép trong thân văn ký chẳng hề có trong bài giảng do Ngài đã chuẩn bị sẵn. Người ta ghi chép xong đưa cho Lão Hòa Thượng coi. Lão Hòa Thượng xem xong hỏi người ấy, đây là lời tôi giảng ư? Chẳng biết là do chính mình giảng, đấy là thần lực của Phật Bồ Tát gia trì. Hà nhĩ giả, kim xứ giữ thời, xứ tắc diêu nhất ngung dĩ chí châu biến thập phương. Thời tắc diêu sát na, dĩ chí tận dị lai tế. Giai danh, tự nhĩ cập hà giả. Hà nhĩ có nghĩa là xa gần. Hà là xa, nhĩ là gần. Đối với thời gian và không gian mà nói thì đều có thể được. Nói theo phía không gian, từ một phương có thể thông đạt mười phương. Nói theo phương diện thời gian thì từ một sát na cho đến hết đời vị lai. Câu này nói lên ý nghĩa lưu thông và lợi ích. Ví như trong thời ấy, đại sư viết cuốn chú giải này. Nay chúng ta đọc thấy câu này được ứng nghiệm. Thuở ấy, đại sư viết bản chú giải này tại phương trượng thất chùa Dân Thê ở Hàng Châu. Đến khi lão nhân gia viên tịch, các đệ tử lưu thông phổ cập tác phẩm này khắp cả nước. Ngày nay, bản này lại được truyền khắp thế giới. Tại ngoại quốc, có nhiều thư viện của trường đại học hay thư viện quốc gia đều có lưu giữ. Về mặt không gian, đúng là trọn khắp mười phương. Thời gian lưu truyền đến 500 năm. Đối với hết thảy chúng sanh tạo lợi ích quá lớn. Bao nhiêu người đọc bản chú giải của Ngài bèn phát tâm niệm Phật, đã vãng sanh thế giới Tây Phương. Bản chú giải này của Ngài đã tiếp dẫn họ, chúng ta cũng nương nhờ sức tiếp dẫn của bản chú giải này. Không được lão nhân gia chỉ dạy, chúng ta sẽ chẳng hiểu kinh A-di-đà. Đọc cách nào cũng chẳng biết, trong kinh này bao hàm ý nghĩa nhiều dường ấy. Vì thế, bản chú giải và diễn thuyết này thật sự tương ứng trí huệ và quay thần của chư Phật. Công đức ấy chẳng thể nghĩ bàn, đó là công đức lợi ích chúng sanh. Hàm linh giả, giảng phi mộc thạch, dị nhất thiết hữu tình giả. Chữ hàm linh chỉ hết thảy chúng sanh. Kiến văn tùy hỷ giả, kiến là thấy bản chú giải này, văn là nghe giảng. Trong giảng đường của chúng ta, quý vị vừa thấy vừa nghe, mà tùy hỷ thì sẽ có phần trong thế giới Tây Phương. Đảng ư thử kinh, mục lãm nhĩ thính. Lãm là chính mắt nhìn, thính là nghe giảng. Dĩ chí tạm nhĩ tùy thuận sanh hoan hỷ giả. Giai thực thiện căn, đồng sanh bỉ quốc giả. Không nhất định phải đọc trọn bản chú giải từ đầu đến đuôi, cũng chẳng phải là nói nghe trọn kinh này từ đầu đến đuôi, chẳng phải vậy. Nghe một lần, hai lần, trong một hai lần ấy, quý vị thật sự sanh lòng hoan hỷ tin tưởng, phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chắc chắn quý vị được giảng sanh. Trong một hai hội mà còn như thế, huống hồ quý vị nghe trọn vẹn, đọc toàn bộ bản kinh, đọc toàn bộ cuốn Sớ Sao Diễn Nghĩa, thì càng khỏi cần phải nói nữa. Ngẫu Ích Đại Sư hết sức tán thán cuốn Sớ Sao Diễn Nghĩa là bát đại tinh thâm. Không chỉ là tinh hoa của Phật Pháp đều nằm trong đây, mà bản chú giải này còn trích dẫn kinh điển Đại Thừa hết sức nhiều, nhất là kinh Hoa Nghiêm. Đọc bộ Sớ Sao này giống như đọc một bộ Đại Tạng Kinh. Tinh hoa đều nằm trong ấy. Hiểu ý nghĩa này, chúng ta có một bộ là đủ rồi. Chẳng cần phải dụng công nơi những thứ khác. Chết sạch lòng so đo, khăng khăng học một bản này là được rồi. Nếu còn hiềm chưa đủ, hãy dùng tác phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Biệt Hành Sớ Sao để bổ sung, thì sẽ có thừa, ổn thỏa, thích đáng. Sanh về Tây Phương,
học thêm thứ khác, quý vị sẽ bị phân tâm, chẳng thể tập trung sức mạnh được cầu nhất tâm, sẽ bị chướng ngại. Vì thế, nay chúng ta không nên học thêm pháp môn nào khác. Điều này cũng có quan hệ với chuyện có thể thành tựu trong một đời này hay không, hết sức quan trọng. Tiếp theo đây là nói về quả báo tịnh độ. Tịch quang giả Như Lai chân tịnh độ, sanh bỉ quốc dĩ, kiến Phật văn pháp, ngộ vô sanh nhẫn, đắc tự bổn tâm. Tịch chiếu bất nhị, danh thường tịch quang. Đây là lời giải thích về thường tịch quang tịnh độ trong tịnh độ. Tây phương có bốn thứ tịnh độ, vì sao chẳng nói tới những thứ khác, chỉ nói tới tịch quang? Sách Diễn Nghĩa có chú giải như sau: thượng tam độ dị di chân, nhi tịch quang nải di chân, cõi phàm thánh đồng cư, cõi phương tiện hữu dư, và cõi thật báo trang nghiêm, đều chưa chân thật. Chỉ có cõi thường tịch quang là chân thật, là tịnh độ chân chánh. Nhiên tịch quang diệt hữu tịnh uế bất đồng. Cõi thường tịch quang chân thật mà còn có tịnh và uế ư? Nếu ông nói cõi thật báo trang nghiêm có tịnh và uế, thì chúng tôi còn có thể tưởng tượng được. Nếu nói trong cõi thường tịch quang tịnh độ có tịnh và uế, thì chẳng thể nghĩ bàn. Nói theo lý, chắc chắn không có tịnh hay uế. Nói theo mặt sự thì có. Chúng tôi nêu lên một tỷ dụ để nói. Ví như cảnh giới bên ngoài chúng ta hết sức trong trẻo, sáng sủa, tơ hào ô nhiễm cũng chẳng có. Nhưng nếu chúng ta đeo kính trăm có màu, đeo kính đen thì thấy bên ngoài đen thui, đeo kính màu xanh thấy vách tường trắng, đều thành xanh, đều thành có màu. Đấy là tự mình có chướng ngại. Nói cõi tịch quang có uế là do chướng ngại ở nơi đâu? Vô minh chưa đoạn hết. Đeo cặp kính vô minh để nhìn cõi tịnh độ chân thật, như vậy là tự mình sanh ô nhiễm. Chẳng phải do tịnh độ bất bình đẳng có ô nhiễm, tịnh độ không có ô nhiễm hay bất bình đẳng. Không riêng gì tịnh độ của 41 địa vị pháp thân đại sĩ không có ô nhiễm, mà tịch quang tịnh độ của lũ phàm phu sát đất chúng ta cũng chẳng có ô nhiễm. Nay cõi tịch quang của chúng ta hoàn toàn là nhiễm. Pháp thân đại sĩ đẳng giác Bồ Tát còn mang theo một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, cho nên thường tịch quang tịnh độ của các ngài còn có một phần ô nhiễm. Đoạn sạch một phần sanh tướng vô minh ấy, cõi thường tịch quang nơi quả địa Như Lai sẽ được gọi là cứu cánh tịch quang, không có ô nhiễm. Phải hiểu lý này. Cho nên ở đây nói tịch quang cũng có tịnh và uế khác nhau. Tứ thập nhất vị pháp thân đại sĩ sở cư di uế độ, duy Phật nhất nhân sở cư di tịnh độ. Kim viết Như Lai chân tịnh độ, tắc thị thường tịch quang tịnh độ giả, danh chi di chân giả, Diệu Tông Sao Dân. Trích dẫn Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Diệu Tông Sao. Đây cũng là một bản chú giải đầy thẩm quyền trong tịnh độ tông. Quý vị có đọc bản chú giải này hay không cũng chẳng sao. Vì sao? Những câu văn hay đẹp và lý luận trọng yếu trong ấy đã được Liên Trì Đại Sư trích dẫn hết rồi. Chư Phật Như Lai sở du cư xứ, chân thường cứu cánh cực di tịnh độ, thị giả. Đây là mấy câu trong Diệu Tông Sao. Do đây biết, chí nguyện của Đại Sư là cầu tịnh độ rốt ráo, mà cũng là cầu Phật quả rốt ráo. Ngài cũng khuyến khích chúng ta, hy vọng mỗi người chúng ta thấy nghe sớ sao, cũng sẽ phát tâm giống như Ngài, cầu tịnh độ viên mãn rốt ráo. Hãy nên như thế. Sanh bỉ quốc dĩ, kiến Phật văn pháp, ngộ vô sanh nhẫn. Mấy câu này cũng là nói công phu niệm Phật đến mức lý nhất tâm bất loạn, được gọi là thượng phẩm thượng sanh. Đây cũng là điều chúng ta hãy càng thêm nỗ lực hồng đạt được. Nếu quý vị hỏi
thượng phẩm thượng sanh có thể cầu được hay không? Nếu quý vị có mối hoài nghi ấy, sẽ cầu chẳng được. Pháp môn này hoàn toàn kiến lập trên cơ sở của lòng tự tín. Bản thân quý vị nhất định phải tin tưởng vào chính mình. Có lòng tự tín kiên định, có lòng tự tín thanh tịnh, thì thần lực của Phật có thể giúp đỡ và gia trì quý vị. Vì vậy, chính mình nhất định phải có lòng tự tín. Cách tu ra sao? Trừ một câu Phật hiệu trong 12 thời chẳng gián đoạn ra, còn phải tu 10 đại nguyện dương. Phải hiểu rõ 10 thứ hành pháp. Nói thật ra, 10 thứ hành pháp và 10 đại nguyện dương là áp dụng câu A-di-đà Phật vào cuộc sống như thế nào? Hành pháp và nguyện dương đều là một câu A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật là 10 đại nguyện dương, là 10 thứ hành pháp. Nếu quý vị hiểu ý nghĩa này, thật sự có thể tu như thế, thì trong hiện tại thân tâm tự tại, đắc lợi ích. Trong hiện tiền, chính quý vị sẽ cảm nhận được quý vị và A-di-đà Phật, Quán Âm, Thế Chí, Tây Phương Tịnh Độ cảm ứng đạo giao. Do vậy, quý vị chẳng còn lo ngờ nữa. Nhất định phải làm. Phải thực hiện một câu danh hiệu A-di-đà Phật trong cuộc sống thường nhật. Làm như thế sẽ nhất định đạt được hiệu quả ấy. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Vô sanh là chứng vô sanh pháp nhẫn. Trong viên giáo, chứng vô sanh pháp nhẫn thì mức độ thấp nhất là sơ trụ Bồ Tát, tức là địa vị đầu tiên trong 41 địa vị pháp thân đại sĩ. Địa vị của người giảng sanh chẳng khác gì địa vị của các vị Bồ Tát giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới trong kinh Hoa Nghiêm. Có thân phận giống nhau, địa vị giống nhau. Trong một đời chúng ta có thể làm được, chẳng phải là không làm được. Hôm nay có một vị đồng học hỏi tôi, trong kỳ nghỉ hè này chúng tôi có muốn mở giảng tòa hay không? Tôi nói, quý vị muốn đến dự thì chúng tôi sẽ mở, nhưng quý vị phải nhớ, bất luận chúng tôi mở khóa giảng vào kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè, chúng tôi sẽ giảng hai thứ kinh này, không có loại thứ ba. Nhưng quý vị hãy nghe thử xem, cảnh giới của tôi có được nâng cao hay không? Điều này rất thú vị. Giảng lần thứ hai khác với lần thứ nhất. Nếu giảng lần thứ hai mà giống như lần giảng đầu, thì tôi cũng chẳng muốn giảng, mà quý vị cũng chẳng muốn nghe. Quý vị phải hiểu, mỗi lượt giảng đều khác nhau. Không chỉ mỗi lượt giảng khác nhau, mà nếu quý vị chú tâm nghe tôi giảng kinh, sẽ thấy mỗi ngày khác nhau. Vì thế tôi có thể pháp hỷ sung mãn. Cảnh giới mỗi ngày đều khác nhau. Mỗi ngày niệm kinh này đều phát hiện những ý nghĩa mới. Vì thế, trong kinh này có vô lượng nghĩa, quý vị phát hiện vĩnh viễn bất tận. Mỗi lần xem là một lần thấy ý nghĩa mới xuất hiện. Mỗi lần giảng là một lần thấy có ý nghĩa mới xuất hiện. Tịch chiếu bất nhị, danh thường tịch quang. Đây là lời giải thích danh từ tịch quang. Tuy là giải thích danh từ, nhưng trong ấy cũng nhằm dạy chúng ta phương pháp tu hành. Đây là môn tu học của Pháp Thân Đại Sĩ. Nhưng nếu chúng ta chịu tu tập, thì cũng dùng được. Cái hay trong Phật môn là hay ở chỗ này. Phương pháp tu hành của Đại Bồ Tát chúng ta cũng có thể dùng được. Nay chúng ta dùng phương pháp của kẻ sơ học, nhưng Đại Bồ Tát có khi vẫn chẳng thể bỏ phương pháp ấy. Họ vẫn phải dùng. Đấy chính là như trong tông Hoa Nghiêm đã nói, hàng bố chẳng trở ngại viên dung. Viên dung chẳng trở ngại hàng bố, hàng bố là theo thứ tự, viên dung là không có thứ tự, tức đốn siêu. Đôi bên đều có thể ảnh hưởng lẫn nhau, có thể vận dụng lẫn nhau. Đấy là chỗ tuyệt diệu trong Phật Pháp, tịch chiếu bất nhị giả. Vi tịch nhi thường chiếu nhi thường tịch chiếu, tức tịch. Nếu chúng ta hiểu lý luận này, hiểu phương pháp này, sẽ có lợi rất lớn đối với công phu niệm Phật của chúng ta. Chiếu là gì? Chiếu là hiểu rõ hết thảy. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, bèn hiểu rõ ràng, rành mạch, phân minh. Đó là chiếu. Chiếu là trí huệ.
là trí huệ bát nhã khởi tác dụng. Quý vị phải nhớ, chiếu chẳng phải là ý thức. Tịch là gì? Như như bất động. Cái gì bất động? Thức thứ sáu, tức ý thức bất động. Thức thứ bảy bất động, thức thứ tám bất động. Thức thứ sáu tuy bất động, nhưng vẫn phân biệt rõ ràng, rành mạch. Tuy phân biệt nhưng không có tâm phân biệt, vẫn nhận biết cảnh giới rõ ràng, rành mạch. Đó gọi là diệu quán sát trí. Đó là thiếu. Thức thứ bảy chẳng khởi tác dụng, không có chấp trước, không có ngã chấp mà cũng không có pháp chấp. Đó là bình đẳng tánh trí đang chiếu. Thức thứ tám chẳng khởi tác dụng, chẳng để lại ấn tượng. Đó là đại viên tính trí đang chiếu. Chiếu là gì? Tịch là gì? Mấu chốt ở chữ tịch. Quý vị phải bất động mới là đúng. Tịch là bất động, tức tâm bất động. Tâm có tám món, năm thức trước và thức thứ tám có thể không cần quan tâm đến, trọng yếu là thức thứ sáu và thứ bảy. Thức thứ sáu là phân biệt, thức thứ bảy là chấp trước. Tâm phân biệt của ta chẳng động, tâm chấp trước chẳng động, chẳng dùng đến nó. Đó là tịch. Tâm tịch rồi. Tịch khởi tác dụng là chiếu. Do vậy, tịch mà thường chiếu. Trong hết thảy cảnh giới, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta chẳng khởi tâm, chẳng đồng niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Nhận biết cảnh giới bên ngoài rõ ràng, rành mạch, phân minh. Đó là Phật tri, Phật kiến, gọi là tịch mà thường chiếu. Chiếu là hiểu rõ lý, thấu triệt lý rồi, hiểu hết thảy pháp, như huyễn, như hóa. Giống như Kinh Kim Cang đã nói, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, tướng thì có, nhưng tánh là không, sự có lý không. Quý vị có thể chiếu kiến tướng chân thật của hết thảy các pháp như vậy, tự nhiên quý vị chẳng động tâm. Làm sao có chấp trước, làm sao có phân biệt, chẳng thể có phân biệt chấp trước, chẳng khởi tâm động niệm đối với hết thảy cảnh giới. Cái tâm khi ấy đã nhập tánh định. Bổn tánh của quý vị vốn là định, tâm quý vị vốn sẵn thanh tịnh. Lục Tổ nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh. Sự thanh tịnh ấy là định, thanh tịnh là tịch. Vì thế, trong khi ấy, tịch chiếu, chiếu tịch đồng thời, chẳng khác gì pháp thân đại sĩ. Đã chẳng khác thì chính quý vị cũng chứng đắc pháp thân, cũng trở thành pháp thân đại sĩ. Nếu trong cuộc sống thường nhật có thể dụng công như thế, thì một câu A-di-đà Phật của quý vị chính là lý nhất tâm bất loạn. Quý vị niệm A-di-đà Phật là lý niệm, cảnh giới ấy hết sức cao. Này chúng ta chưa làm được, tuy làm chưa được nhưng phải hiểu đạo lý này. Biết có chuyện này gì sao? Trong tương lai sẽ dần dần nâng cao cảnh giới của chính mình, chớ nên ngừng nghỉ ở giai đoạn hiện tiền. Cảnh giới này cao, nhưng không có cách nào đạt được trong hiện tại. Vậy quý vị sử dụng, quý vị cũng chẳng thể sử dụng. Dù quý vị sử dụng thì vẫn dùng cái tâm phân biệt. Ta này chẳng phân biệt, ta cũng chẳng chấp trước. Có chấp trước hay không? Có phân biệt hay không? Quý vị đang phân biệt, ta chẳng phân biệt, đang chấp trước, ta chẳng chấp trước. Như vậy là quý vị vẫn đang chấp trước. Vì thế, hiện thời quý vị chưa thể sử dụng, không có cách nào cả. Hiện thời chúng ta vẫn dùng thức thứ sáu, tức ý thức, vẫn dùng phân biệt chấp trước để niệm câu A-di-đà Phật. Trước tiên phải niệm đến mức công phu thành phiến. Thực hiện được tầng công phu này rồi, từ công phu thành phiến lại nâng cao lên thành sự nhất tâm bất loạn. Lại nâng cao lên nữa, nâng cao thành lý nhất tâm bất loạn thì mới là cảnh giới ấy. Vì thế, chúng ta tu học phải đi theo thứ tự, chớ nên vượt cấp, nhằm có thể đạt ngay cảnh giới đó. Người giống như Lục Tổ Huệ Năng thì mới có thể làm được như vậy, người bình thường chắc thể làm được. Nhưng nói làm không được là nói trong hiện tại, chứ 10 năm hay 20 năm sau tôi chẳng dám nói. Cũng không chừng trong đây sẽ có chẳng ít người có thể làm được, chỉ cần dụng công đúng cách, đúng lý và đúng pháp sẽ có thể đạt đến cảnh giới này. Danh thường tịch quan giả, cảnh giới này gọi là thường tịch quan. Thường tức là pháp thân, tịch tức giải thoát, quan tức bát nhã. Thị tam điểm bất tung hoành, tịnh biệt danh bí mật tạng. Pháp thân, giải thoát, bát nhã là ba nhưng một, tuy một mà ba, nên gọi là tam đức bí tạng.
ấy quý vị có thể đạt được một thì cả ba đều đạt được, nếu chứng đắc pháp thân nhất định sẽ có giải thoát và bát nhã. Bát nhã là minh tâm kiến tánh, hãy minh tâm kiến tánh quý vị nhất định chứng đắc pháp thân, giải thoát là tự tại. Quý vị phải hiểu, trong tâm thanh tịnh thì mới có tự tại. Tâm chẳng thanh tịnh khởi lên ý niệm sẽ chẳng tự tại mà có phiền não, có trói buộc. Trong tâm chẳng sanh một niệm thì gọi là giải thoát, là đắc đại tự tại. Sự tự tại này từ định mà có, từ trong cái tâm thanh tịnh hiển thị ra. Chư Phật trụ xứ vô lượng thậm thâm pháp tánh giả. Mười phương hết thảy chư Phật an tâm ở nơi nào? An tâm ở chỗ này. Đây là chỗ quy y thật sự của chúng ta. Thường tịch quang là vô thượng Phật quả. Vô thượng quả giả, Phật chứng viên mãn đại giác, siêu việt nhị thừa cập chư Bồ Tát. Thử quả chi thượng cánh vô quá giả, danh vô thượng quả, thị chứng Phật nhất thiết chủng trí giả. Vô thượng quả là quả vị Phật trong viên giáo, viên mãn đại giác giả, ly mê viết giác, ly tiểu viết đại, ly nhân viết viên mãn. Lời giải thích này đơn giản dễ hiểu, ý nghĩa hết sức đầy đủ. Trước hết chúng ta phải học giác chứ không mê. Thế nào là giác, thế nào là mê, nhất định phải hiểu rõ ràng rành rẽ. Khởi tâm động niệm là mê, khởi phân biệt chấp trước đối với cảnh giới bên ngoài là mê. Chẳng hiểu rõ tướng bên ngoài, chẳng khởi tâm động niệm cũng là mê. Chuyện này khó làm lắm. Khởi tâm động niệm bèn sanh phiền não, khởi vọng tưởng bèn dấy lên. Chẳng khởi tâm động niệm mà hồ đồ mờ mịt thì là vô minh, tăng trưởng vô minh. Quý vị thấy đó, chẳng rớt vào tà kiến bèn rớt trong vô minh. Chuyện này rắc rối lắm. Hãy nên làm như thế nào? Tịch chiếu. Cảnh giới bên ngoài đã rõ ràng mà lại hiểu rất rành, bên trong chẳng động tâm, chẳng khởi niệm, như vậy mới là đúng, như vậy mới là tu hành thật sự, mới là đắc pháp. Cách tu này quả thật chẳng dễ dàng, nói thì dễ nhưng làm khó lắm. Không dễ dàng thì làm cách nào đây? Quý vị cứ thật thà niệm một câu A-di-đà Phật, đó là biện pháp mầu nhiệm. Chúng ta tiếp xúc bên ngoài, thấy sắc, nghe tiếng, chớ khởi vọng tưởng, đừng khởi ý niệm, tham sân si, mạng, hãy khởi A-di-đà Phật. Không động niệm thì thôi, hãy động niệm, bèn ngay lập tức chuyển nó thành A-di-đà Phật là được. A-di-đà Phật cũng là một niệm, dùng một niệm này để ngưng dứt hết thể vọng niệm. Vì một niệm này tương ứng với giác, còn vọng niệm tương ứng với mê. A-di-đà Phật là vô lượng giác. Một niệm này tương ứng với giác, những niệm khác tương ứng với mê, sẽ càng mê càng sâu. Lập tức chuyển vọng niệm thành A-di-đà Phật, giữ gìn giác tâm của quý vị, giác chứ không mê. Công phu của chúng ta phải dùng cách này, do vậy quý vị phải biết niệm Phật hiệu, tức là nói quý vị học xong phải biết dùng. Dùng vào lúc nào? Trong khi quý vị hôn trầm, mê hoặc, phải dùng nó khi quý vị có suy nghĩ tà vậy hay có tà tri kiến, tức là khi khởi tâm động niệm liền phải dùng, khi mê hoặc điên đảo phải dùng. Dùng ngay một câu Phật hiệu giúp cho chính mình chẳng mê, chẳng tà. Đó gọi là quý vị biết niệm Phật, tức là quý vị biết dùng, sẽ có ích rất lớn cho quý vị trong cuộc sống thường ngày. Ly tiểu viết đại, tiểu là tiểu thừa, đây là nói về đại thừa. Do vậy, trì danh niệm Phật là Pháp Bồ Tát. Sự giác ngộ do tu Pháp trì danh niệm Phật chẳng phải là tiểu giác. Sự giác ngộ của A-la-hán là tiểu giác. A-la-hán là chánh giác. Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác, nên gọi là đại giác. Tuy đại nhưng vẫn chưa viên mãn. Đẳng giác Bồ Tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn. Đoạn sạch hết rồi thì mới gọi là viên mãn.
đại giác viên mãn cũng chỉ có một người, tức là Phật trong viên giáo. Ngoài một mình Đức Phật ra, chỉ có thể gọi là đại giác, chứ không thể gọi là đại giác viên mãn. Cánh vô quá giả, thiên thai vân, vô thượng sĩ giả, như thập ngũ nhật nguyệt, viên mãn cụ túc, chúng tinh trung dương, tối thượng tối thắng, oai đức đặc tôn, cánh vô quá giả thị giả. Địa vị này không còn ai cao hơn được nữa, đã đạt đến tột đỉnh rồi. Tiếp đó sách Diễn Nghĩa dùng tỷ dụ để nói, giống như trăng tròn ngày rằm. Ánh trăng vào bất cứ lúc nào khác đều chẳng thể sánh bằng. Nó viên mãn, chẳng có thiếu khuyết. Điều này, tỷ dụ Phật quả trong viên giáo đã đạt đến tột đỉnh. Vô thượng sĩ. Thông thường, sĩ là người đọc sách, là phần tử tri thức, có học vấn, có đạo đức. Vô thượng sĩ có nghĩa là người không có ai cao hơn được về học vấn lẫn đạo đức. Đạo đức đã đạt đến tột bậc, học vấn cũng đạt đến tột bậc. Rốt ráo viên mãn có nghĩa là như vậy đó. Nhất thiết chủng trí giả, đây là trí huệ nơi quả địa cầu của Như Lai. Cứu tận chư pháp thật tướng, biên tế trí mãn, chủng giác đốn viên giả. Chư pháp là hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Tướng chân thật của hết thảy các pháp, Ngài đều hiểu rõ. Các tôn giáo thông thường luôn tán thành thần của họ là đấng toàn tri toàn năng. Thật ra thần chẳng phải là toàn tri toàn năng. Đạt đến địa vị này mới là toàn tri toàn năng, chẳng giả tí nào. Nhất thiết chủng trí là toàn tri toàn năng. Biên tế trí mãn là không có bờ mé, trí huệ không có ngằng mé. Chủng giác đốn viên. Chữ chủng giác chỉ nhất thiết chủng trí. Thế gian xuất thế gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Không điều gì chẳng biết, không điều gì chẳng thể làm. Đức Phật bảo trí huệ và năng lực này, mỗi cá nhân chúng ta vốn sẵn trọn đủ. Chúng chẳng phải đến từ bên ngoài. Vì thế, Phật Pháp nói tới bình đẳng là nói từ chỗ này, mỗi cá nhân đều là như vậy. Hiện tại, toàn tri toàn năng của quý vị bị chôn vùi là vì quý vị khởi vô minh, tà kiến, khiến cho bản năng bị mất đi. Kinh đã nói rất rõ ràng, bản năng này tuy nói là bị mất, nhưng thực sự chẳng mất, chỉ là mê mất. Khi nào quý vị giác ngộ, quý vị lại khôi phục những bản năng ấy. Mê mất là giống như quý vị ngủ thiếp đi, năng lực bị mất, chẳng thể khởi tác dụng. Nhưng khi quý vị tỉnh giấc, bản năng lại khôi phục. Nó chẳng do học tập mà có, mà là năng lực sẵn có. Vì thế Phật Pháp dạy chúng ta, vô lượng trí huệ và đức năng là những khả năng sẵn có. Mục đích tu học của chúng ta không gì chẳng phải là khôi phục bản năng mà thôi. Trong các bộ kinh lớn, Đức Phật đã nói, nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật. Hiện thời tu học chỉ là khôi phục diện mục Phật của quý vị mà thôi. Chỉ cần quý vị từ mê vọng quay trở lại là được rồi. Kinh vân giai đắc bất thoái chuyển ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tắc tri đảng đắc giảng sanh. Tất cánh thành Phật. Cố dân đồng chứng tịch quang vô thượng quả giả. Chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa này. Đại sư sợ chúng ta hoài nghi, nên đặc biệt trích dẫn kinh, kinh do Phật nói, nhằm chứng minh ngõ hầu chúng ta có thể đoạn nghi sanh tính. Như vậy thì mới chẳng cô phụ hảo ý của Phật. Ý nghĩa trong đoạn này rất quan trọng. Giai đắc bất thoái chuyển, chữ giai ở đây có nghĩa là chỉ cần ai giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ đều chẳng thoái chuyển. Trong kinh còn nói, viên chứng ba thứ bất thoái, càng nhiệm màu hơn, càng chẳng thể nghĩ bàn hơn. Vì thế, sợ là sợ chẳng thể giảng sanh. Chứ hễ giảng sanh, nhất định sẽ thành Phật trong một đời. Thành vị Phật nào vậy? Thành viên giáo Phật, chứng vô thượng quả. Do vậy, ở đây Ngài thỉnh cầu Tam Bảo gia trì. Đến cuối cùng, bèn có nguyện này. Nguyện này chẳng phải là nói suông, mà có kinh Phật để làm bằng chứng, nhằm hy vọng chúng ta
đều có thể cùng chứng tịch quan vô thượng quả. Khất cầu gia bị, ý cái như thử. Dĩ thượng thông tự nhất kinh đại ý cánh. Đây là đoạn lớn thứ nhất trong phần chú giải. Hôm nay chúng tôi giảng tới đây đã xong. Tiếp theo đây sẽ là đoạn lớn thứ hai, giảng về huyền nghĩa. Đoạn lớn thứ ba mới thật sự giảng vào kinh văn. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.